Chị Mai, An là thực tập sinh mới của bên mình. Cố gắng nha. Chị ấy có vẻ lạnh lùng quá nha. Không biết là chị có khó tính không đó. Em cứ lo tập trung làm tốt việc của mình đi. Còn tính cách của sếp á, khi làm việc từ từ em biết. Sao cho anh gì? Mới bị quát cho thằng Chọn á. Có làm sai cái gì đâu không biết nữa. Sếp làm khó gì không biết nữa. Than thở cái gì? Sếp mình đó giờ là một người cầu toàn. Nếu không phải là thứ hoàn hảo nhất á thì đừng có trình lên. Bây giờ còn ý kiến nữa hả? Bị quát vậy là còn nhẹ đó. Mệt mỏi lắm hả? Tăng ca như vậy mệt lắm sao em? Em xin lỗi chị, em làm tiếp tục đi. Chị có mua trà sữa này. Em uống đi lấy tinh thần làm việc nhé. À, chị có mua đồ ăn nữa. Tí nữa xuống ăn cùng mọi người cho vui nhé. Mọi người ơi, có trà sữa này, mọi người qua uống đi. Em uống lấy đi kiếm. Đây, của em đây. Thấy chưa, anh đã nói em làm từ từ rồi cũng biết được tính cách của sếp mình mà. Chị Mai, em chưa có đó. Qua đây. Sao em lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy hả? Dạ, em xin lỗi chị. Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ. Dạ, chị thông cảm. Tại bé nó cũng lần đầu đi làm. Chị không cần biết. Lần đầu đi làm thì cũng đã có thời gian thử việc để training rồi. Cái lỗi cơ bản như vậy mà em cũng mắc phải. Em xem như thế nào về chấn chỉnh lại thành viên team em đi. Dạ, dạ. Anh Thiện, mấy cái lỗi hồi sáng của em, anh có thể hướng dẫn em lại được không ạ? Để rút kinh nghiệm. Để làm gì em? Em còn mới mà. Cứ từ từ trải thì mới học hỏi được. Anh à, anh phải mất 4-5 năm kinh nghiệm thì mới có thể leo lên được vị trí này. Bao nhiêu kinh nghiệm kiến thức, em còn non lắm, nói em cũng không hiểu đâu. Cứ từ từ mà học nha. An, sao giờ này em còn chưa về? Chị, em vẫn đang giải quyết công việc à? Thế em khắc phục sự cố hôm qua sao rồi? Thiện không hướng dẫn em à? Dạ, đến giờ ta làm nên Thiện về trước rồi chị ạ. Thiện để em một mình giải quyết công việc á? Dạ. Mà cũng đúng mà chị, công việc của em, nhiệm vụ của em thì em phải tự mình giải quyết, chứ sao mà làm phiền người khác được. Đi theo chị. Dạ em chào giám đốc. Không biết là chị lên phòng em có việc gì không ạ? Cũng không có việc gì đâu. Chị chỉ đang hướng dẫn An cách xử lý vấn đề mà thôi. Nhưng nhân viên mới vào ấy thì cần là hướng dẫn để xử lý các công việc. Thế tại sao cái việc này là của Thiện mà em không làm vậy? An, anh đã nói em phải tự học cách giải quyết vấn đề. Sao em lại làm phiền giám đốc? Chị không có thấy phiền. Ngược lại chị thấy rất là vui khi được hướng dẫn cho các bạn mới. Bây giờ em thử nghĩ xem, ngày xưa nếu như em là một người mới rất là non nớt và cần được chỉ bảo nhiều, mà khi em vào công ty chị bỏ bê em, thì em sẽ cảm thấy như thế nào? Mọi thứ cần phải học, nhưng ai cũng cần được chỉ dạy, Thiện ạ. Còn em nữa, tiếp tục cố gắng nhé. Mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ em. Chẳng sẽ
想停留在这一刻。